bạn an ra hai số m và n, thỏa mãn n nhỏ hơn độ dài m yêu cầu. Bạn an tính tổng n số sau cùng của m, ví dụ m bằng 1.000. Ồ, mà Dũng vào học rồi hả con? Dạ. Năm n bằng 2, tổng sẽ là 4 cộng 5 bằng 9. Em hãy viết chương trình giúp thực hiện yêu cầu trên. M và n được nhập vào từ bàn phím. Rồi, cô mời một bạn đọc lại đề cho cô này. Trong thời gian bạn đọc thì những bạn khác cũng chú ý nghe nha. Cô mời Phương Nguyên. Phương Nguyên đi đâu rồi không nghe. Cô mời bạn Mạnh Dũng đọc cho cô bài số 3 đi Dũng. Dạ là 2 bạn nam vào và em cùng chơi một trò chơi đố vui. Bạn nam đưa ra hai số m và n, thỏa mãn n nhỏ hơn độ dài của m yêu cầu. Bạn em tính tổng n sau số sau cùng của m. Tiếp ví dụ đi con. Ví dụ m bằng 12.345, n bằng 2, tổng sẽ là 4 cộng 5 bằng 9. Em hãy viết chương trình giúp thực hiện yêu cầu trên. M và n được nhập vào từ bàn phím. Rồi, bây giờ cô có một cái ví dụ như vậy. Ví dụ như ta có số 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ta nhập vào số 2. Tức là mình sẽ tính tổng của hai số cuối. Hiểu không? Tổng hai số cuối ở đây sẽ là 4 cộng 5 bằng 9. Bây giờ cô có một ví dụ. Bây giờ cô có dãy số là 2. Có một cái số 2, 3, 8, 9. Cái số này là 23.789. Cô nhập vào số 3, yêu cầu tính tổng 3 số cuối. Thì kết quả sẽ ra bằng bao nhiêu? Cô mời Hoàng Nam tính giùm cô nè. Mình sẽ tính tổng 3 số cuối cho cô. Tính như thế nào đây Nam? Lấy những số nào cộng với nhau? Dạ là 7, với là 8, với là 9. À, lấy 7 nè, cộng cho 8, cộng cho 9. Nam tính giùm cô coi ra bao nhiêu nè. Dạ bằng 25. 25 đúng không Khôi Nguyên? Dạ. 7 cộng 8 cộng 9 bằng nhiêu Khôi Nguyên? 24. À bằng 24. Các bạn hiểu chưa? Còn nếu người ta nhập vô n mà bằng 4 thì chúng ta sẽ lấy những số nào cộng lại với nhau nè. Khôi Nguyên. Dạ. Ta nhập vô n bằng 4, tức là mình sẽ tính tổng 4 số cuối. Vậy mình sẽ lấy những số nào cộng cho nhau con? Lấy 4 chữ số cuối cộng nhau cô. Tức là lấy số nào, cái số nào cô đọc cho cô coi. Lấy 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cô. Cái số trên màn hình của cô con có thấy không? Dạ. 2 cộng 3 cộng 7 cộng 8 cộng 9 cô. À, 3 cộng 7, 3 cộng 7, cộng 8, cộng 9 rồi. Vậy mình ra nhiêu? Đó 27 đúng không? Rồi, giờ các bạn đã hiểu cái đề này chưa? Các bạn hiểu cái đề này người ta yêu cầu mình làm gì chưa? Rồi, hiểu rồi. Bây giờ mình làm, bắt đầu mình làm bài nha. Các bạn mở lập trình draft lên cho cô nè. Cô mở rồi cô ơi. Rồi. Nhớ chúng ta làm thì chúng ta phải hiểu được cái đề bài thì chúng ta mới làm bài tốt được. Rồi đầu tiên mình sẽ yêu cầu người ta nhập tầm, mình tạo cho cô hai cái biến. Một cái biến M. M này chính là cái số 12345 á. 12.345. Sau đó mình nhập cho cô n, tức là tính tổng của bao nhiêu số cuối, được chưa?
Rồi. Cộng theo hai thứ. Rồi. Bây giờ chúng ta vô phần khi bấm vào lá cờ, mình sẽ yêu cầu người ta nhập hai cái số này, được chưa? Hỏi. Mời bạn nhập số M. Sau đó chúng ta đặt M thành câu trả lời. Tiếp tục chúng ta lại mời bạn nhập số. Hoặc là mình nói là bạn muốn tính tổng của bao nhiêu chữ số cuối. Yeah. Ví dụ muốn tính tổng của 3 chữ số cuối hoặc là 2 chữ số cuối. Rồi sau đó mình đặt N thành câu trả lời. Cô đợi các bạn ở chỗ này. Bạn nào xong thì comment cho cô số 1 nha. Ai nào làm xong thì comment cho cô số 1 nha. Bạn nào làm xong thì comment cho cô số 1 nha. Ôi, cô cho con đi cầu nha con. Rồi. Nhanh lên nha, Dũng. Rồi, cô nhắc lại này, chúng ta tạo hai cái biến, sau đó mình mời người ta nhập vào nha. Được chưa các bạn? Huy làm xong rồi hả? Ở đây á, trong cái đề bài các bạn đọc lại cho cô khúc này nè. Nam đưa hai số M, N thỏa mãn N phải nhỏ hơn độ dài của M. Tức là bây giờ nhập vô cái số có 6 chữ số mà kêu tính độ dài của 7 chữ số cuối thì không tính được. N phải nhỏ hơn M. Do đó chúng ta sẽ ràng buộc như sau. Start making the base. Rồi, các bạn vào đây các bạn kéo cho cô vòng lặp lại cho đến khi nè. Rồi. Sau đó các bạn lại hỏi. Tiếp tục hỏi nha, nếu như mà mình kiểm tra mà nó lớn hơn á. Nè, lặp lại cho đến khi nào M nhỏ hơn N thì thôi. N nhỏ hơn M. N phải nhỏ hơn M. Đó. Hoặc mình có thể kết hợp như này các bạn, mình đưa ra. Kết hợp hỏi. Nhập N nhỏ hơn mấy thì mình kéo phần biến số M
nhỏ hơn độ dài của M. Đó, chúng ta vào phần độ dài của táo nè, đặt vào đây. Được chưa? Chúng ta kéo cái biến số M vô. Đó. Tôi lặp lại cho đến khi đó. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra nha. Mời nhập số M của nhà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cô muốn tính tổng của 7 chữ số đi. À, bây giờ chúng ta phải không phải là nhỏ hơn M mà phải nhỏ hơn độ dài của M nha các bạn. Rồi ok, nhập lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. N ở đây chúng ta là 7. Nhập N nhỏ hơn 6. Nhập cho 5 thì ok. À, ở đây chúng ta sửa cho cô là N nhỏ hơn độ dài của M nha. Đây, độ dài của M lấy ở đâu ra? Lấy trong phần các phép toán độ dài của táo, sau đó kéo biến M vào. Được chưa? Rồi các bạn làm phần này đi. Rồi Hoàng Nam xong rồi hả con? Dũng ơi, chào mừng Dũng nó quay trở lại. Rồi bây giờ Dũng làm tiếp tục nè, làm nhanh lên nha. Dũng làm xong cái đặt M với N này chưa Dũng? Mới đang gõ cái bạn muốn tính tổng của bao nhiêu chữ số cuối đó con. Rồi gõ chữ N đi cho nhanh nè. Có N thôi. Rồi đặt N thành câu trả lời nha. Sau đó chút nữa mình có thời gian thì mình gõ ra, sau đó con kéo cái vòng lặp nè Dũng, lặp lại cho đến khi rồi sau đó con kéo cái toán nhỏ nhỏ hơn 50 vào đây. Được chưa? Con ơi. Rồi sau đó mình kéo cái biến N này vào đây. Đó. Cái số 50. Sau đó mình vào phần các phép toán luôn. Kéo xuống dưới nó có chữ độ dài của táo. Con thấy không? Vâng. Độ dài của táo nè. Thấy không Dũng? Rồi, sau đó mình kéo cái biến M vào đây, vào cái chữ táo á. Sau đó mình kéo nguyên cái cụm này, mình để vào số 50. Sau đó mình vào phần hỏi, mình kéo một cái hỏi, hỏi tên bạn là gì, đặt vào đây. Hỏi được chưa? Kéo cho cô hai biến, kéo cho cô một cái kết hợp ra. Rồi kết hợp đặt vào đây mình nói đó hả? N phải nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn cái gì? Bây giờ mình vào phần mình sao chép cái độ dài M ở trên này nè, mình để xuống dưới đây ngay chỗ chuối cho cô, thấy không Dũng? Thấy con. Rồi mình lại tiếp tục đặt câu, đặt N thành câu trả lời. Đó, những bạn khác nãy giờ làm xong chưa? Cô mới thấy có một mình bạn Nam xong rồi. À, Nam xong, à, Khôi Nguyên xong, Thảo Nguyên xong chưa con? Ờ dạ tại... Thảo Nguyên xong chưa? Dạ chưa. À rồi. Với lại là bình thường là học có 20 cái máy mà bây giờ có một máy hết cho nên chậm. Hôm nay ba con lấy máy đi làm hay sao? Hôm nay đi du lịch đến khách sạn cho nên thiếu một máy mất.
Dũng làm được chưa? Dạ rồi. Rồi. Các bạn chạy ra đi. Mà mình ví dụ như mình nhập số có 5 chữ số mà mình nhập vô 6, 7 á, nó có bắt mình nhập lại không? Nếu mà nhập lại thì đúng nha. Thông Yên làm kịp chưa con? Dạ kịp rồi cô. Rồi. Tiếp theo, bây giờ sau khi mình yêu cầu ta nhập số rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn người ta. Mà bây giờ có hướng dẫn là các em sẽ tính tổng của những cái chữ số cuối đó như sau. Các bạn tạo cho cô một cái biến là y ha. Tạo cho cô một biến y. Các bạn tạo xong chưa? Sau đó chúng ta sẽ đặt cái biến y này thành độ dài của m luôn các bạn. Các bạn nhân bảng cái độ dài m ở trên đây xuống dưới đây nè. Chúng ta lần lượt lấy chữ số từ chữ số cuối cộng dần đến khi nào mà cái biến y này nè nó bằng độ dài của m trừ cho n thì thôi. Ví dụ như là cộng, ví dụ như n bằng 3, chúng ta tính tổng của ba chữ số cuối ha. Vào phần phần lặp lặp lại cho đến khi tiếp tục một vòng lặp lặp lại cho đến khi các bạn kéo hết bằng ra cho cô, dấu bằng ra đặt vào đây. Lặp lại cho đến khi nào y này nè các bạn kéo dấu trừ ra đặt vào chỗ này cho cô. Xong rồi cô. Rồi chúng ta kéo cái dấu trừ này ra, nhân bảng cái độ dài m nữa, chúng ta để vào đầu tiên dấu trừ ha. Sau đó chúng ta trừ cho n, biến n. Rồi chúng ta đặt vào dấu bằng này. Rồi, cô chờ các bạn ở chỗ này nha. Nè, cô nhắc lại nè. Y bằng với độ dài m trừ n, độ dài m trừ n. Rồi chúng ta đặt vào đây. Xong luôn rồi cô. Rồi Dũng xong rồi, Dũng để các bạn tí xíu nha. Bằng mấy tí nữa bằng thay nước dùm Dũng nha ba. Bằng thay bằng để chút nước ở đây nha ba. Ok. Xong rồi cô. Rồi hai bạn kia xong chưa con? Kling kling kling. Con rồi. Con xong từ ngày xưa rồi. Xong rồi cô. Rồi tiếp theo. Tạo cho cô tiếp một cái biến tổng để mình tính tổng nó ra ha. Tổng của các chữ số cuối á. Rồi, chúng ta sẽ đặt tổng. À, chúng ta sẽ thay đổi tổng nè.
Đó, kéo cái lệnh thay đổi tổng nè. Thay đổi tổng một lượng, được chưa? Ký tự thứ y của chuỗi M. Thay đổi tổng một lượng cái đã, làm từ từ nè. Ok, cô sao tự nhiên cái con vừa tập, con vừa làm xong tổng tự nhiên N, cái N nó biến mất luôn cô. N hả? Dạ. Thì con tạo cái biến N lại đi. Nên là con lỡ đổi tên rồi chứ không phải là con tạo. Không tạo được luôn rồi. Rồi được chưa các bạn? Hay đã tổng một lượng N chưa? Một lượng M1 chưa? Các bạn ít người mà ít bạn nên các bạn cứ mở mic lên ha. Trao đổi với cô. Cảm ơn cô. Rồi, tiếp theo. Ai chưa xong thì cứ nói nha. Chúng ta thay đổi tổng một lượng vào phần các phát toán nè. Các bạn kéo cho cô cái câu ký tự thứ nhất của chuỗi táo. Ký tự thứ nhất của chuỗi táo. Bây giờ cái chỗ số 1 á, các bạn kéo cái biến y này vào đây cho cô. Cái táo các bạn kéo cái chữ M này vào đây cho cô. Tức là cái dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu tiên nó lấy số 6 nó cộng vô. Sau đó nó lấy số 5 nó cộng vô. Nó đi từ cuối cộng lên á. Rồi ký tự thứ y của chuỗi M. Cô đợi các bạn chỗ này nha. Đó các bạn đặt vào đây. Bạn nào xong thì la lên liền nha. Con xong rồi cô ơi. Con. Rồi, ok. Con xong luôn rồi cô ơi. Con xong rồi cô ơi. Ok Mạnh Dũng. Còn bạn nào chưa xong không? Rồi vậy đi tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi. Đây, thay đổi y. Chúng ta lấy chữ số cuối cộng rồi. Bây giờ chúng ta phải thay đổi y một lượng trừ 1 để nó lấy chữ số kế cuối đó, ha. Đó, thay đổi y một lượng trừ 1. Nhớ là thay đổi y một lượng trừ 1 nha. Sau đó nói thôi, nói tổng ra thôi. Giờ cô trả thử nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tính tổng hai chữ số cuối. Rồi bằng 11. Đúng rồi. Rồi, các bạn nào làm xong rồi á, mình sẽ chạy chương trình thử coi đúng hay sai. Bài này đầu tiên á, nó là sẽ lấy số 6 này. Đó, chúng ta ở đây chúng ta hơi quên một câu lệnh á. Đó. Đó là chúng ta sẽ đặt tổng bằng 0 ở trên cùng này. Không một lát nó sẽ cộng dồn vô. Rồi. Số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu tiên nó lấy số 6 các bạn. Nó cộng vô. Sau đó nó lấy số 6. Nó cộng cho số 5. Đó. Rồi cộng cho số 4. Nếu như người ta muốn tính tổng 3 chữ số cuối, nó sẽ cộng lần lượt như vậy ha. Nó đi từ cuối lên. Bạn nào làm xong rồi? Con tôi. Rồi, các bạn làm xong chưa?
Rồi cô ơi. Rồi, bây giờ cô mời một bạn share màn hình lên cho cô nha. Còn cô. Rồi, Dũng share đi. Rồi Dũng nhập cho cô một số coi. Đúng rồi cô. Rồi ok đúng rồi đó. Rồi chút nữa gặp điện cho Dũng sau nha. Rồi bạn nào nữa nè. Phan Huy. Rồi có nhầm lại một số coi. Cái chỗ này của con nè. Bây giờ con muốn tính tổng chữ số đúng không? Coi số này có 6 số. Con nhập vô 7 số cho cô coi. Chứ chịu không? Cái con số này có 6 số. Giờ nhập số 7 cho cô coi được không? Các bạn tìm lỗi của bạn nha. Nó vẫn tính ra hả? Tổng bằng 94. Bạn nào phát hiện lỗi được của bạn Khôn Nguyên nè. Dạ con. Rồi Mạnh Vũ. Dạ là bạn quên, thay vì là bạn ghi độ dài n phải bé hơn độ dài m mà bạn chỉ ghi là n bé hơn m thôi con. Đúng rồi, ngay chỗ lặp lại cho đến khi n bé hơn m thôi chứ. Cái chỗ M đó là độ dài của M. Ở trên kìa, ở dòng lọc ở trên á. Ở cái chỗ mà lọc lại cho đến khi N bé. Bé hơn độ dài của M con. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bỏ cái đó đi. Sao? Nhân bản lên. Còn một cái nữa cô. Cái nào nữa không Nguyên? Dạ đặt N thành N. À, con cũng thấy nữa cô. Đặt cái gì? Dạ là bạn quên đặt tổng thằng 94 nè, bạn cũng vậy là sai hả? Chơi đó cô. Bạn quên đặt tên cho kia cô. Đặt tổng đó cô. Ờ quên đặt tổng bằng không. Ừ sai trước. Con cũng sai cô ơi. Sao Nam, con tìm thấy lỗi nào? Dạ lỗi con sai luôn. Giống bạn luôn bạn cô ơi. Cái vỏ tổng á, nó cộng lại sai cô à. À tên rồi chút. Chúng lên. Một cái bạn lên cô coi cho. Thằng không cô ơi, bạn quên thêm cái đặt tổng bằng không cho Phương Nguyên. Đặt tổng bằng không lên trên cùng khi bấm vào lá cờ á. Tổng bằng không đi con. Để Dũng sẽ được 2 điểm. Còn nữa cô, cái đặt n thành n. Trả lời cô, phải sửa thành đặt n thành n. Ô n thành n đâu, bạn nó đặt hình n thành câu trả lời đúng không ạ? Tổng là y, tổng với chứ mày n. Đặt tổng bằng không. Rồi, chạy rồi bây giờ con chạy thử cơ Phan Nguyên. Rồi con nhập vô số đi 1 2 3 4 5 6 đi. Rồi coi kệ cứ nhập vậy đi. 18 đúng. Enter đúng đi. Không? Đúng số 18. Nhập vô số 5. Nhập vô số 5 rồi. Từ không cộng lại. Không cộng vô. Rồi. Từ bắt rồi, đầu ban đầu á. Con tính nhập vô cho cô số 2 đi. Nó tính đúng rồi không? Rồi tổng bằng 9. Rồi. Không Nguyên còn được mấy điểm ta? Hồi nãy Dũng được 2 lợi điểm hả? Rồi Dũng được 2 điểm và Không Nguyên còn 3 điểm. Rồi mời bạn Thảo Nguyên. Hình như còn có một bạn tìm lỗi cho Khôi Nguyên nữa cô. Lỗi đó lỗi gì cô không hiểu luôn. Đặt dạ hình như là các bạn Lê Hèn Thảo. Các bạn nào đó tìm thêm một lỗi cho bạn nữa cô. Thảo Nguyên xem màn hình như cô đi. Cái lỗi của Thảo Nguyên cô thấy không phù hợp lắm. Thảo Nguyên ơi, con đâu rồi? Rồi. Đây. Rồi Thảo Nguyên chạy cho cô xem thử coi. Rồi Thảo Nguyên bị cô lỗi bạn đó. Sai cô.
Sai chỗ nào? Đặt đặt M thành câu trả lời của dưới hỏi, bạn muốn tính bằng tổng bao nhiêu số của đó, nên hàng này chi hồi nãy là bạn ở ở trên là đặt M, còn ở dưới là đặt N nha con. N là tính tổng bao nhiêu chữ số á. Hình như là con thấy có gì. Cô đó. Cô bạn đặt N thành N kìa cô. À đúng rồi. Rồi, bỏ cái N, đặt N thành N này đi nè. Mà N thành câu trả lời. Đúng đó. Rồi. Nên là hồi nãy Thảo Nguyên sửa bài cho Khôi Nguyên á, nói Khôi Nguyên sai rồi, cô đâu, cô không có công nhận cái đó đó. Rồi, chạy thử đi con. Rồi, còn nữa, vẫn còn nữa, bạn nào thấy? Con cô. Khôi Nguyên. Bạn đặt ký tự một của chuỗi M mà là ký tự thứ y của chuỗi M cô. Đúng rồi. Ký tự thứ y của chuỗi M con, chứ không phải là ký tự thứ nhất. Nếu mà ký tự thứ nhất là nó ra, nó tính có cái, nó lấy cái số đầu tiên nó cộng vô, không phải số cuối cùng. Ký tự thứ y. Đúng rồi, bây giờ cô chạy thử cho cô xin nè. Rồi nhập vô đi. Rồi cô nhập vô cho cô số 5 thôi. Nó có bắt nhập lại không? Đúng rồi, nó bắt nhập lại là đúng rồi. Cô nhập vô cho cô số 3 đi. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, Hảo Nguyên 2 điểm, Khôi Nguyên được cộng 3 điểm. Dũng thì sao con? Hồi hôm nay Dũng cộng điểm của Khôi Nguyên rồi, Dũng được cộng 2 rồi. Dũng 2. Con cô ơi, con cô. Hay là Dũng được 7 điểm. Rồi, Nam, tới được Nam đó. Rồi, Nam chạy cho cô xem coi. Khoan, rồi bây giờ đếm coi cái số đó có bao nhiêu chữ số. 10. 10 chữ số đúng không? 10 chữ số, bây giờ con nhập 11 đi. Nhập 11 coi nó có bắt nhập lại không? Rồi chạy lại nè, tính tổng của ba chữ số cuối cho cô à. Rồi nhập vô 3. Rồi 9, ok. Rồi cộng điểm. Vậy điểm xong. Rồi Dũng được 7 điểm. 5 điểm. Nam được 5 điểm. Khôi Nguyên được 6 điểm. 3 điểm của mình với lại 3 điểm của Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên bữa nay không có máy tính nên là hơi bất tiện xíu ha. Thảo Nguyên sẽ được 3 điểm. Rồi. Đứng đầu bây giờ là bạn Mạnh Dũng. Nhì là bạn Thảo Nguyên. Rồi các bạn lưu bài này lại đi. Các bạn đã lưu bài được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tiếp theo á. Hai bạn Thảo Nguyên, Khôi Nguyên mở cam lên cho cô nha. Bạn nào lưu bài rồi? Lưu bài xong hết chưa? Rồi, Khôi Nguyên lưu bài rồi nè. Dũng nè, lưu được chưa? Dạ rồi cô. Nam là Nam với Thảo Nguyên là lưu bài trên web luôn đúng không? Rồi, chúng ta qua đề tiếp theo. Đọc cho cô bài số 4 nào. Cô mời bạn Nam. Dạ. Dạ. Đọc đi Nam. Đọc lớn hơn. Dạ, là bài 4 trò chơi tạo nghiệp trắc nghiệm 20 điểm. Có hai câu hỏi trắc nghiệm. Nghiệm có phòng ngừng lần lượt là Blue Sky 2 và Spy trong thư viện Strat. Em hãy viết chương trình thực hiện yêu cầu sau. Với câu hỏi số 1, các nút lựa chọn ban đầu là một đầu màu vàng. Nếu
màu xanh 2 giây, sau đó chuyển qua sang giao diện câu hỏi số 2. Nếu nhấn vào đáp án sai thì chuyển sang màu đỏ 2 giây, sau đó chuyển sang giao diện Moon và xuất hiện Game Over. Với câu hỏi số 2, cái nút lựa chọn ban đầu là màu vàng. Nếu nhấn nút vào đáp án đúng thì chuyển sang màu xanh lá cây. Đợi 2 giây, sau đó chuyển sang giao diện Spotlight và xuất hiện Win. Nếu nhấn vào đáp án sai thì chuyển sang màu đỏ 2 giây, sau đó chuyển sang giao diện Moon và xuất hiện Game Over. Em hãy lưu vào tiền có tên bài 4.sb2 hoặc bài 4.sb3. Hết. Rồi, cái bài này cô sẽ diễn tả lại cho chúng ta hiểu nè. Đề nó dài dòng, khó hiểu ha. Giờ cô diễn tả lại cho hiểu. Nói chung là sẽ có hai câu hỏi. Đó. Câu hỏi 1, cô ghi là C1. Câu hỏi 2, cô ghi là C2. Câu hỏi 1 nó có 4 đáp án. Được chưa? A, B, C, D gì đó. Nếu như mà các em, cô cho ví dụ như đáp án đúng của cô ở đây là đáp án A, đúng rồi. Nếu như chọn yêu đáp án đúng thì cái đáp án này nó sẽ chuyển thành màu xanh. Đồng thời khi mà nó đúng rồi, nó sẽ cho chúng ta chuyển sang cái nút này nè, nó chuyển thành nút màu xanh. Sau đó nó sẽ cho chúng ta sang cái câu số 2 để tiếp tục. Câu số 2 hiện lên cho các bạn đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi số 2. Còn nếu như các bạn chọn vô đáp án B, đáp án C, đáp án D, ba cái đáp án này nè, nếu chọn vô một trong ba cái đáp án sai này thì nó sẽ hiện ra cái màn hình Game Over, hiểu chưa? Rồi tiếp tục. Ví dụ như mà chúng ta chọn đúng, nó qua câu số 2 thì cái câu số 2 này nè các bạn, nó lại có 4 đáp án. Đây, cô xóa mấy cái này đi nha. Câu số 2 này nó cũng sẽ có 4 đáp án A, B, C, D luôn. Đó. Rồi, ở ví dụ như ở cái đáp án câu số 2 này, cô sẽ có đáp án B là đáp án chính xác. Thì nếu như mà người chơi người ta chọn vô cái đáp án B này thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình là game, là chúc mừng á, là winner á. Là mình đã trả lời đúng hết hai câu hỏi rồi, là chiến thắng. Còn nếu mà chọn vô A, cô đáp án A với đáp án C thì sẽ sao không Nguyên? Là Game Over. Đúng rồi. Chọn đáp án, ba đáp án còn lại thì sẽ Game Over. Các bạn hiểu chưa? Và đồng thời như bấm vô những cái đáp án sai thì nó sẽ hiện qua màu màu đỏ ha. Còn đáp án đúng thì nó hiện qua màu xanh. Rồi, cô mời một bạn nói lại cho cô, diễn đạo lại cho cô coi. Thôi Nguyên. Cô diễn tả trò chơi lại cho cô coi thôi Nguyên. Đầu tiên là đề có mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là sao? Hồng Nguyên đâu rồi? Không nghe Hồng Nguyên. Hồng Nguyên tắt cam đi, mất tiêu rồi nè. Hồng Nguyên. Dạ. Yeah. Đề có mấy câu hỏi? Dạ đề con. Rồi, Hồng Nguyên bị ao luôn rồi. Mạnh Dũng, đề có mấy câu hỏi con? Dạ là đề có hai câu hỏi, mỗi câu sẽ có 4 lời, 4 đáp án. Ừ. Nếu mà chọn nếu chọn đúng thì nó sẽ hiện ra màu xanh và sẽ chuyển qua câu thứ hai. Nếu như chọn sai thì sẽ là Game Over. Ờ. Và nó sẽ màu đỏ. Ờ. Còn nếu mà nó sang câu hỏi số 2 thì nó cũng tương tự vậy ha. Nếu mà đáp án đúng thì nó không hiện ra câu số 3 mà nó hiện ra màn hình là chúc mừng mày đã chiến thắng, được chưa? Đó, bạn Dũng là nắm được bài rất là tốt luôn á.
hiểu được cô nói cái gì nên là cô sẽ cộng một điểm khuyến khích cho bạn Dũng. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái trò chơi này ha. Bây giờ các bạn mở phần mềm Scratch lên. Con mở lại, con mở lại cô. Mở một cái mới lên cho cô. Bây giờ để cho trò chơi nó thú vị thì chúng ta sẽ không có bám vào cái câu hỏi trong đời mà chúng ta sẽ làm câu hỏi về Doraemon đi. Các bạn có tập truyện Doraemon không? Dạ thích hay là thám tử lừng danh Edward Conan đi cô. Rồi, bây giờ cái bên phòng phong nền nè. Được chưa? Ủa cô, bạn... cô vậy là mình có thể thay đổi nếu như mình... Được, các bạn có thể thay đổi sao cho phù hợp ha. Các bạn không có làm đặt mấy câu hỏi linh tinh, mấy câu hỏi nó không có mang tính giáo dục thì cô sẽ chút nữa cô xem màn hình thì cô không công điểm thôi. Rồi các bạn thay đổi thành nhân vật Doraemon, Conan, cái gì các bạn thích đó gì cũng được hết. Vậy ha. Vậy mình chỉ hỏi mấy câu hỏi về hoạt hình thôi hả cô? Rồi các bạn vào phòng phông nền cho cô nha. Phòng phông nền nè, các bạn bấm vào cho cô. Vẽ hả cô? Kiếm cho cô cái phông nền nè, người ta kêu là Blue Sky đúng không? Đó. Vậy con để... Con mèo này xóa đi các bạn. Được cô, cho đổi luôn. Nhưng mà nhớ đi thi người ta yêu cầu cái gì làm đó ha. Triple thì con sẽ đó. À, có cái tạo nhân vật không cô? Chưa, bây giờ chưa có nhân vật. Bây giờ tạo cái câu hỏi, màn hình câu hỏi kia đây nha. Rồi, thêm cái con... phong nền ban đầu đi, tự nhiên cô xóa mất tiêu cái phong bách ra F1 à. Blue Sky 2 đi, cho nó là cái này đi. Rồi bây giờ qua phòng Blue Sky 1 nè, các bạn gõ câu hỏi vô cho cô. Ví dụ như câu hỏi của cô, bây giờ các bạn á, nếu mà các bạn tự làm á thì câu hỏi của các bạn làm không kịp, gõ không nhanh thôi ha. Chút nữa các bạn có thể sửa lại cũng được. Rồi bây giờ ví dụ như câu hỏi của cô nha. Doraemon đó, chữ cho nhỏ lại xíu nè. Doraemon thích. Cô ơi, con tải ra Doraemon trên, con tải trên Doraemon trên ở trên con tải một coi. Con tải nhân vật Doraemon đó hả? Đúng luôn rồi. Doraemon thích ăn món nào nhất? Món gì nhất ha? Đó. Tạo khác được không cô? Được. Mà suy nghĩ câu hỏi nhanh lên nha. Mỗi phần là cô cho gõ câu hỏi một cái câu hỏi thôi. Rồi, ở trên phần Blue Sky ha. Ở xuống câu hỏi số 2. Cô sẽ gọi hỏi một câu hỏi nữa. Bạn thân của Doraemon là ai? Mình muốn đặt câu hỏi gì là trong đầu mình phải gọi cho nhanh, chứ không phải là giờ mình nói ơi mình thích Blackpink quá, hoặc là mình thích Conan quá, mà giờ mình đặt câu hỏi gì đây, đặt câu hỏi gì đây, là một lát nữa mình sẽ không có thời gian để mình lập trình, hiểu không? Đó là ai chứ quên đi là gì nữa. Rồi ở trên đây thì cô sẽ có một câu mở đầu. Ai là cuộc thi ai là fan cứng của Doraemon? Thi ai là fan của Doraemon? Được chưa? Ở trong cái đời thi á là nó yêu cầu mình nó đặt cái câu hỏi về Hương Sơn, rồi Hương Sơn có bao nhiêu huyện thị gì đó, thì để cho các bạn cảm thấy vui vẻ hơn thì cô cho các bạn tự đặt câu hỏi. Còn phần lập trình thì mình sẽ lập trình giống như vậy ha, về câu lệnh thì giống như vậy. Nếu mà đi thi thì chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại cái câu hỏi xíu thôi. Rồi, cô đã xong phần câu hỏi rồi, cô cho các bạn
5 phút để các bạn tự đặt câu hỏi cho mình, được chưa? Bạn nào xong rồi thì comment vào khung chat với cô là số 2. Các bạn có 5 phút để đặt câu hỏi nha, nhanh lên. Ai xong thì comment cho cô nha. Phần hồ reo là các bạn phải làm xong phần câu hỏi á. Dũng làm gì nhân vật nào vậy? Dạ Doraemon luôn cô. Còn Nam? Cô làm gì câu hỏi gì nhân vật nào? Dạ cũng giống bạn cô ơi. Khảo Nguyên? Dạ cô Nam. Khôi Nguyên. Khôi Nguyên làm gì con? Dạ Doraemon cô. Rồi ok. Ý con sửa lại thành Kenna cua. Xong rồi cô, con tập hơi bị hay đó cô. Cô ơi, cô con hỏi này cô. Ơi. Cô biết cái trò mà Doraemon chơi cảnh sát vào tập máy không cô? Không. Cô không biết. Hình như cô nhớ mang máy là vào tập 48 đó cô. Ừ. Cô có nhớ đâu, cô có biết. Chắc là tập 48 đó cô. Ừ. Rồi. Thảo Nguyên ơi, nhanh lên nè. Đặt câu hỏi phải đặt nhanh lên nha. Rồi, chúng ta còn 3 phút nữa đó cho Hảo Nguyên á. Thảo Nguyên ơi, xong chưa con? Thảo Nguyên à, Nam với ba bạn trai là xong hết rồi phải không? Con tạo tận 5 câu hỏi luôn cô. Nhiều quá, 2 câu thôi. Nhưng mà con tạo 2 câu rồi, cho. Mình lúc sau mình tạo tiếp ha. Về nhà mình có thể mở rộng ra mình làm thêm. Ok con, vậy con Thảo Nguyên được chưa? Sao không Nguyên trả lời con? Hả, xong chưa? Cô số vậy con chỉ 2 cái thôi nha cô. Thảo Nguyên xong chưa? Không Nguyên trả lời. Dạ rồi cô. Rồi ok. Rồi bây giờ các bạn qua phần các nhân vật nè. Được chưa? Qua nhân vật nha.
Chúng ta cài cho cô, chọn cho cô cái bút tông 2 nè, bút tông nè, thấy chưa? À, cái nút á, được không? Bạn thêm được một nút chưa? Ai thêm được comment số 3 đi. Rồi cô thấy có Hàng Nam với Mạnh Dũng xong à, những bạn kia xong chưa? Hương Nguyên với lại bạn Thảo Nguyên xong chưa con? Xong chưa vậy? Rồi đi tiếp nha, không trả lời. Chúng ta trừ một điểm. Rồi chúng ta vào phần bút tâm này nè. Sau đó các bạn qua phần trang phục của các bạn. Được chưa? Các bạn qua phần trang phục, bấm vào chữ tờ. Lít chuột lên trên cái nút đó. Sau đó chúng ta gõ. Ha. À, cái câu hỏi đầu tiên của cô là Doraemon thích ăn cái gì? Do đó cô vào phần trang phục cô gõ những cái món ha, ví dụ như là để xem lại xem cái nút này ban đầu là màu gì. Nút ban đầu là màu vàng các bạn ơi. Cái nút màu xanh này nè chúng ta chọn là thành màu vàng nha. Chúng ta chọn màu vàng đi. Chọn màu vàng sau đó chúng ta tô. Đó, chúng ta tô cái nút màu vàng được chưa? Rồi, sau đó dùng chữ tờ nè. Chúng ta chọn chữ màu đen. Đó, gõ vô đây. Chúng ta sẽ gõ. Ví dụ như Doraemon thích ăn bánh gì nhất? Cô ghi là trà sữa nè. Cô đưa ra vài đáp án nha. Trà sữa nè. Rồi. Rồi tương tự như vậy, cô sẽ nhân bảng ra thành 4 cái đáp án, được chưa? Đó, cô đặt ra như vậy. Sau đó cô nhấn vào lần lượt nhấn vào những cái nút tiếp theo, cô sửa lại tên. Ví dụ như gà rán. Gà rán. Rồi. Xong qua cái rồi gà sữa bánh tráng, gà rán pizza. Rồi tiếp theo cái này cô sẽ sửa lại thành Doraemon thích ăn bánh tráng đúng không các bạn? Cô nhớ không làm thì Doraemon thích ăn bánh tráng các bạn. Rồi. Bánh tráng đúng rồi cô ơi. Bánh tráng. Đúng chưa, đúng chưa? Phải Doraemon thích ăn bánh tráng không? Thì đúng. Chẳng lẽ là không phải cô? Hả? Dạ đúng, dạ đúng. Lần nào phim nào cũng có Doraemon ăn ăn bánh tráng chứ đâu phải ăn cái khác được cô. Cô không nhớ nữa. Lâu rồi cô không coi Doraemon mà cô nhớ là bạn ấy thích ăn bún tráng. Rồi. Đã hỏi đúng chưa rồi trả lời đúng chưa? Rồi, đúng cô, con không thấy, con không thu nhỏ được cái chữ cô ơi. Con không thu nhỏ nè, muốn thu nhỏ cái chữ nè, đít chuột nè.
bấm vào công cụ chọn, lấp chuột lên chuột bánh tráng nè. Đó, kéo nhỏ lại vậy hoặc phóng to ra. Rồi. Bạn nào làm xong 4 nút rồi, comment cho cô số 4 ấy. Không được cô ơi. Ai xong? Con không được cô ơi. Dũng được hả? Đâu? Xem màn hình cho cô xem. Một mình ghé. Sao? Không được Doraemon đẹp trai hả? Trời, con chuyển thành bitmap đây. Bitmap. Có cái nút đó. Ừ. Ủa trời, thôi chuyển thành vector luôn đi. Sao kỳ vậy? Rồi, chuyển thành vector cho cô đi. Rồi, đích chuột vô cái công cụ chọn. Rồi, đích chuột lên trên cái câu hỏi. Không được cô. Rồi, ở chỗ ngoài, bên ngoài nó có cái hình tròn, thấy không? Đích chuột lên đi. Đích chuột lên cái chữ đó đi. Khoan. Bấm vào công cụ chọn. Rồi, đích chuột lên cái hình. Rồi, con thấy xung quanh cái chữ Nobita nó có cái những dấu tròn nó, con kéo nhỏ lại, kéo vào trong. Không được cô ơi. Cái này là thay đổi cái này nè cô. Ồ vậy hả? Thôi con bỏ luôn nút này đi, con làm lại cho cô đi. Cô dạ, bye bye cô. Rồi, tạo bút tôm lại mới lại cho cô đi. Khôi Nguyên làm được chưa? Rồi Nam xong rồi, Nam tương tự làm cho cô những cái câu hỏi, những cái câu trả lời cho câu hỏi số 2 đi. Chỉ qua phong lên nào cô? Chỉ qua, tiếp theo chỉ qua game 2. Giờ con có tạo đi, tạo mấy cái nút tiếp theo đi. Chưa chuyển qua câu lệnh đâu. Dũng làm được chưa con? Dạ, đang làm con. Nguyên, hai bạn Nguyên. Rồi các bạn xong chưa? Dạ chưa cô. Cái phần câu hỏi á, cô nói các bạn nghe nè. Ở cái phần đáp án á, bây giờ các bạn chưa có kịp thời gian gõ đúng không? Các bạn ghi cho cô chữ A nè, chữ B, chữ C, chữ D thôi. Chứ để các bạn gõ đáp án dài quá, không có nhiều thời gian ha. Chút nữa chừng nào mình làm xong mình chỉ còn việc vào mình chỉnh lại. Ví dụ như vào là sữa là hành trà sữa là hành bánh tráng thôi. Còn bây giờ mình cứ ghi là A, B, C, D cho cô đi. Mình quy định đáp án A là đúng. Còn không mình ghi là một đáp án đúng, còn mình ghi chữ đúng, còn ba cái đáp án còn lại mình ghi chữ sai là xong nha. Vậy cho nó nhanh. Không Nguyên làm được chưa con? Con gõ xong rồi cô ơi. Rồi con gõ cái mấy cái đáp án xong rồi. Rồi xong rồi ha. Bây giờ chúng ta làm từ từ trước nè. Thấy không là chúng ta bị rối luôn á. Sau khi các bạn làm xong cái này rồi, các bạn vào phông nền cho cô. Được chưa? Khi bấm vào lá cờ ha, các bạn sẽ đổi phông nền. Bấm vô phông nền nha. Đổi phông nền thành cái blue case 2 á. Tức là không có câu hỏi gì luôn. Rồi, được chưa? Sau đó các bạn đợi 1 giây. Sau đó chuyển thành phông nền blue sky là câu phông nền có câu hỏi á. Rồi, câu hỏi hiện ra. Rồi các bạn làm xong cái này đi, rồi cô hướng dẫn tiếp.
Cô, cái phong này đầu tiên có câu hỏi không bà? Không cô. Cái phong này đầu tiên là cô không có để câu hỏi mà cô ghi cái câu là cuộc thi ai là fan của Doraemon thôi. Con hỏi để câu hỏi cũng được. Khi nào có thời gian thì con để một phong nền trắng thôi. Nói chung là mình vô mới đầu mình vô mình chưa có để cho người ta hiện câu hỏi liền ha. Để từ từ hiện câu hỏi. Ai làm xong này rồi? Gọi cho cô số 1. Rồi. Sau đó các bạn vào phần các cái nút bút tông nè, bút tông 2 nè. Bút tông 2. Bút tông 2 này các bạn bấm vào sự kiện. Khi phong nền chuyển thành Blue Sky, các bạn nhớ coi cái phong nền là tên gì nha. Nãy các bạn nói các bạn đặt hết tên của cô, thì giờ các bạn nhớ coi cái phong nền của các bạn tên gì. Khi bấm vào lá cờ thì cho nó ẩn đi cái phong nền, cái đáp án nó không có hiện lên, tại nó đâu có hiện câu hỏi đâu mà nó hiện đáp án, hiểu không? Khi bấm vào lá cờ nó ẩn. Còn khi nào mà phong nền chuyển thành Blue Sky, tức là câu hỏi nó hiện ra, thì nó mới hiện cái đáp án lên. Đó. Tương tự như vậy đối với bút tông 3, bút tông 4, bút tông 5. Các bạn cũng làm hai câu lệnh này cho cô. Bạn nào biết nhân bản đưa qua thì đưa. Mà cô thấy đưa qua còn lâu hơn á. Các bạn có khi bấm vào lá cờ. Ẩn. Khi nào mà phong nền chuyển sang Blue Sky, thì các bạn cho nó hiện lên. Đó, các bạn làm hết cho cô những cái phần còn lại luôn. Đó, cô đã làm được rồi đó. Bây giờ cô bấm đợi khoảng 2 giây cho các bạn xem nè. 3 giây đi, các bạn thấy nè. Đầu tiên nó hiện ra cái câu, cái phong nền này. Sau đó phong nền nó biến mất, nó mới hiện ra câu hỏi cùng với cái đáp án. Rồi, ai làm xong 4 cái nút rồi, comment cho cô số 2. 4 nút mà nó có câu cô lệnh, những cái câu lệnh này nè. Khi bấm vào lá cờ thì ẩn, khi phong nền chuyển thành Blue Sky thì hiện. Hoàng Nam số 2. Cô ơi, cô nó cứ bị lỗi lỗi sao cô? Rồi xem màn hình cho cô đi. Vừa. Đây này cô. Cái này là con bấm vô lá cờ cho cô xem coi. Rồi, được rồi đó. Con bấm vô, vậy là được rồi. Còn cái đáp án đó, chút nữa con tự sửa nha, không sao hết á. Cái phần giao diện mình sửa lại cho đẹp thôi. Còn câu lệnh mình làm đúng rồi đó. Rồi, Thảo Nguyên với Khoa Nguyên làm xong chưa vậy? Hai con đã làm xong chưa? Dạ yeah. Không yên, bữa nay ba có nhà không? Ba có nhà hỗ trợ không cô? Không yên, nay ba có nhà hỗ trợ con không? Dạ người có, nhưng mà ba bận, ba mẹ bận đi về rồi, em con quậy lắm. Ba với mẹ con đi tiệc rồi hả? Dạ không phải, đang giữ em ba với mẹ đang giữ em, nó không có hỗ trợ con phải không? Rồi
Bây giờ các bạn xong phần này rồi đúng không? Bây giờ trong đáp án này nè, cái đáp án nào là đúng? À, ví dụ như đáp án của cô là bánh tráng là đúng. Rồi thì cô qua cái phần đáp án đúng của cô nè. Cô bấm, khi bấm vào nhân vật này, được chưa? Rồi, trước khi để làm được cái này hết á, thì các bạn vào từng cái nút một, các bạn cái đáp án nào mà sai á, người ta hồi nãy người ta nói sai thì chuyển sang màu gì ta? Sai thì chỉ sang màu đỏ. Thì các bạn nhân bảng lên cho cô nha. Cái bút tông này nè, các bạn nhân bảng lên cho cô, tô lại thành màu đỏ. Đáp án nào sai thì các bạn tô thành màu đỏ cho cô. Rồi, đáp án nào mà sai thì các bạn sửa lại thành màu đỏ cho cô nha. Đó. Con không làm được luôn á cô. Nó còn lỗi con, nó không chịu. Bây giờ con vô cái nút đó đi. Con vô cái nút đó xong con bấm vào trang phục, con nhân bảng cái nút đó lên. Bùm. Chọn cái màu tô. À, ví dụ như đây là cô chọn màu đỏ rồi nè. Rồi đáp án thứ hai là gà rán cũng sai luôn. Thì cô cũng nhân bảng lên. Sau đó cô tô màu. Cô cái lệnh ẩn ở đâu vậy cô? Hả? Cái lệnh ẩn ở đâu vậy cô? Cái lệnh ẩn nó nằm trong phần hiển thị á Thảo Nguyên. Hiển thị. Ừ. Tương tự như vậy ha, các bạn thêm hết những cái nút bài nào mà có những đáp án nào mà nó sai á thì các bạn nhân bảng cái nút này ra. Thảo Nguyên làm tiếp đi để chút không kịp á. Ta nhân bảng ra, cho nó thêm một cái nút để màu xanh, ở màu đỏ. Còn riêng với cái đáp án mà đúng á, các bạn nhân bảng nó ra nhưng mà các bạn tô cho nó thành màu xanh như cô. Đó. Màu xanh này ghê quá. Màu xanh này cho nhìn trẻ trung á. Ok. Rồi, ai đã chuyển màu được cho các nút xin, rồi? Số làm gì có đồng nào? Comment cho giơ tay của bạn. Thôi giơ tay đi. À, của cháu. Ai đã chuyển màu được cho bốn cái nút này nè? Đáp án sai thế thì làm thêm một nút đỏ. À, hết rồi. Đáp án đúng thì làm thêm một nút màu xanh. Ôi trời, bà đừng động vào bình nước tí của cháu. Đừng. Hê. Cho các bạn thôi cháu đi chơi đây. Đứng lại, mấy cái đồ này mày lấy ở đâu? À, đây là cháu sữa Fitty. Xong lấy cái mã này, thử lấy Fitty cho em. Nhập mã để tích điểm, 24 điểm đổi được bộ ba lô. Ở bình nước phát sáng, còn may mắn được vòng. Chúng ngay xe đạp và máy tính. Được quá vậy. Bà đừng động vào mấy vị sữa của cháu. Trong bốn cái hồi nãy đều có cái hồi nãy làm. Lại của mày à? Bốn cái hồi nãy có ba cái sai, một cái đúng. Cái nào sai thì con làm thêm một cái nhân bản nó lên tô thêm màu đỏ, được chưa? Tất cả sẽ bị mình đem đi trong ba đều. Đây rồi. Ủa, chưa kịp nhảy. Bé ngựa này hơi là cao nha, phải làm sao đây ta? À, đây rồi, đi xuống là coi như xong rồi. Xẹp lép. Còn rơi ra da nữa kìa. Người sắt nè, ấy sao nó cao quá vậy? Không sao, không sao, lùng mà lói một xíu cũng không sao. Người sắt thì cũng phải xẹp lép thôi. Đây chắc là trò chơi nguy hiểm nhất năm mà nè. Đây đây đây, nổ đi, nổ đi. Ui, hụt rồi. Ấy. Lại nè, đấy. Mày không có cơ hội để nổ luôn. Thử xuống nước coi sao ta. Ấy, mực đứng lại. Ủa. Hi. Dưới nước là mình thấy không ổn rồi. Ok, lại đây một xíu nữa thôi. Đây rồi. Xẹp lép luôn. Mời xíu trên đây để đợi bé đâu. Chúng ta có 3 phút để làm. Ủa? Cô nhắc lại nè, đáp án nào mà sai thì các bạn nhân bảng cái này lên nè. Đi theo. Hi. Đó, các bạn tô màu đỏ. Còn đáp án nào đúng thì bảng nó tô màu xanh. Minecraft nhưng tất cả sẽ bị mình đè bẹp như trong Mario. Ok con gái, đừng có đưa đồ đạc ra ngoài vậy con. Tại sao thế ạ? Vì là tội ác đấy. Đây là một quả trứng thông thường. Khi cầm trên tay, chúng ta có thể rất dễ dàng làm vỡ nó bởi trứng rất mỏng manh. Tuy nhiên, khi làm rơi nó từ trên cao xuống, có thể khiến những người phía dưới gặp nguy hiểm đấy. Nếu một quả trứng rơi từ tầng 4 xuống, có thể khiến cho đầu chúng ta bị sưng. Các bạn đã làm xong phần này chưa? Ai xong thì comment số 3 cho cô nha.
Nam xong hả? Cô muốn xem bài của Nam. Qua phần trang phục cho cô xem coi. Vậy đáp án nào là đáp án đúng? Đáp án đúng sẽ có màu gì? Sao đây màu đen không vậy? Dạ đúng là Domita thầy cô. Vậy là cái phần mấy cái đáp án kia là con phải chọn màu vàng chứ con đừng có chọn màu đen. Để yêu cầu là khi vô màn hình là cái màu nó sẽ là màu vàng, con hiểu không? Dạ. Con bấm vô trang phục số 2 đi. Đó, xóa cái trang phục màu đen đi, đúng rồi. Đó, chỉnh qua đi. Rồi, được rồi Nam, phát màn hình đi con. Chụp với hơi nguyên, không yên được chưa? Làm nhanh đi, chúng ta kịp giờ nè. Cô ơi, cô hiện lên đây, con không làm được luôn. Con đang bị lỗi con. Rồi, con làm đây nè. Xong rồi. Con xong cái thể diện phun hình rồi cô ơi. Xong hết chưa? Các bạn xong hết chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm tiếp nha. Như vậy từng cái nút này hết nè. Vậy mình sẽ khi bấm vào lá cờ mình sẽ chuyển cho nó về cái nút màu vàng á. Rồi chuyển sang trang phục của Toma. Rồi. Lần lượt các bạn này các bạn cứ bấm vào đây hết thôi, chuyển sang trang phục Phúc Tông A gì đó, cái nút mà màu vàng á. Rồi ẩn đi, chút mà hiện ra. Rồi, là bốn cái câu lệnh á. Giống như hệt nhau luôn, mình chuyển sang cái nút nó màu vàng thôi. Nãy mình làm nó có màu xanh, màu đỏ nhiều lắm. Đó, bây giờ màu vàng rồi. Bây giờ đáp án đúng nha. Khi bấm vào, bây giờ cô đang cài đặt cho cái nút lệnh gà rán á, là khi bấm vào đáp án đúng, tức là khi bấm vào nhân vật này nè, thì chúng ta sẽ đổi trang phục cho nó ha. Chuyển sang hành bút tông A2. Rồi. Sau đó đợi 2 giây các bạn. Đợi 2 giây, nó sẽ chuyển sang màn hình hình nền tiếp theo, tức là câu hỏi tiếp theo á, là chọn đáp án đúng thì sẽ chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Đợi 2 giây, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua đổi cái hình nền nè. Đổi phông nền thành triple. Rồi, chỗ này các bạn xong chưa? Đợi các bạn chỗ này nha. Làm nói chung là một cái trò chơi nó làm khá mất được nhiều thời gian đó các bạn.
Rồi, bạn nào xong rồi comment cho con số 4. Thứ nhất là chuyển về nút màu vàng hết. Thứ hai là chúng ta cài cho lệnh khi bấm vào. Đáp án đúng ha. Bạn nào xong rồi gõ số 4 cho cô nha. Được. Được chưa Dũng? Dạ em đang làm cô. À. Con Nguyên sao có tất cả mấy giờ con? Rồi Thảo Nguyên là xong rồi nè. Rồi bạn nữ xong đầu tiên. Sau đó đến Thôi Nguyên. Hai bạn Nguyên giỏi quá. Nào xong chưa? Nam, Nam với Dũng xong chưa con? Sắp xong rồi cô. Rồi, cô đợi xíu hả? Mình chết. Ủa cô con hỏi này cô. Ừ. Cái phần ủa vậy mình hỏi bao nhiêu câu vô cô? Mình chỉ hỏi hai câu thôi. Rồi. Rồi xong chưa? Sắp xong rồi cô. Con này. Rồi. Rồi các bạn chú ý cho cô ha, khi mà chỉ thành phong nền triple này rồi đó thì các bạn qua hết lần lượt từ những bút tông 2 này nè. Các bạn vào phần điều khiển nè, ở sự kiện nè, khi phong nền chuyển thành triple. Khi phong nền chuyển thành triple, các bạn cho ấn hết mấy cái nút này đi. Tương tự bên đây cũng như vậy ha. Làm hết ba cái nút sai. Khi phong nền chỉ hành triple thì phải cho nó ẩn đi chứ, nó không nó cứ hiện cái mấy cái nó bán này hoài. Mình sang câu hỏi mới rồi. Đó, bốn cái đều có như vậy hết. Khi phong nền chỉ hành triple thì chúng ta sẽ ẩn nó đi nha. Ẩn nó đi. Bốn cái luôn nha các bạn, 1 2 3 4. Tức là qua câu hỏi số 2 rồi, mấy cái nút đáp án của câu hỏi số 1 nó sẽ ẩn đi hết. Rồi bây giờ chúng ta thử nha, chờ đáp án đúng cái đã. Đánh ráng. Đó, đáp án đúng rồi. Nó chuyển vào câu hỏi số 2 rồi đó. Thấy chưa? Doraemon thích ăn món gì nhất? À, bánh rán.
Chị có câu hỏi số 2, ok. Vậy là mình đã cài đặt được là việc mình trả lời đúng một câu hỏi số 1 thì chị có câu hỏi số 2. Còn nếu người ta trả lời sai thì sao? Các bạn đã xong được phần đúng chưa? Con xong được phần đúng rồi cô, nhưng mà nó chuyển qua là mấy cái này nó cũng vậy luôn đó con. Vậy con chưa làm ẩn. Rồi bây giờ các bạn ha, bước tông 2, bước tông 3 này á. Cô nói rồi, khi bóng khi phong nền chuyển thành triple này Dũng ơi. Dạ. Cô chú ý chỗ này cho cô nè, khi phong nền chuyển thành triple thì ẩn đi. Đó, câu lệnh đó sẽ làm cho nó ẩn nè. Cài đặt hết. Khi phong nền chuyển thành triple thì nó sẽ ẩn. Các bạn muốn ẩn thì phải như vậy nó mới ẩn rồi nha. Các bạn nào làm được chưa? Xem màn hình lên cho cô xem coi. Cô sẽ cộng điểm. Rồi không nguyên. Rồi, con báo vô lá cờ cho cô coi. Chọn cho đáp án đúng đi. Rồi, ok. Tốt rồi đó. Phong Nguyên làm tốt. Rồi, bạn nào làm được nữa? Cô ơi, cô tự nhiên cái cụ con nó bị răng đó cô. Rồi, chiếu lên cho cô xem sửa cho. Rồi, con bấm vô lá cờ cho cô coi. Ủa, sau khi cái nút đó được, sau khi bấm, con bấm qua cái phông nền cho cô coi. Qua cái phông nền. Không phải, cái phông nền kìa. Rồi, bấm vào code coi. Khi bấm vào lá cờ thì sao, tự nhiên kéo nó lên chi vậy? Kéo vô. Cô, con khó luôn cô, con không làm được luôn rồi con. Cô qua trang phục cho cô, con để cô xíu đi Dũng. Cô qua trang phục phong nền cho cô coi. Blue Sky 2 đúng không? Rồi quay ngược lại coi. Rồi, đợi một giây, cô chưa làm hết cái phần này nè Hồng Nguyên. Để cô xem màn hình lên cho con nè. Nè, cái phần này cô chưa làm nè Nguyên ơi. Thấy không Nguyên? Ờ dạ, chưa. Speaking, I am Captain Carter, and today we are going to be setting sail on the USS. Rồi Dũng ơi, có xem màn hình cho cô đi. Hảo Nguyên nhìn màn hình đi, đọc hai câu lệnh đó nha. Rồi Dũng, xem màn hình đi, cô sửa cho. Rồi, bấm vô lá cờ cho cô xem ha. Rồi con bấm vô phần chữ phong nền ấy. Chắc con bị lỗi giống như bạn Hồng Nguyên rồi quá. Ủa sao Lucai không ạ? À? Lucas đầu tiên là Blue Sky 2. Ủa Phan con qua phong nền cho cô cái xem đi. Qua phong nền đó ạ. Qua phong nền, qua phong nền. Kế cái chữ Scott có phong nền á. Ờ. Rồi con thêm cho cô một phong nền nữa đi. Thêm cho cô một phong nền nữa Dũng à. Ở dưới. Không phải. Quay về. Bấm vô chỗ phông nền luôn. Ờ phông nền đó. Rồi ở phía dưới đây nè. Ở phía dưới nó có. Không. Ở phía dưới đó. Nó có cái dấu cộng nè. Có thêm cái phông nền vô đi. Rồi. Không phải. Bấm vô cái kính. Rồi. Đó chỗ phông nền nào cũng được hết. Luka 2 rồi. Quay về có đi. Rồi đầu tiên nè. Đầu tiên là đổi. Khi bấm vào lá cờ đã thành phông nền Luka 2. Blue Sky 2, rồi ok. Rồi bấm lại cho cô xem nào. Doraemon sợ gì nhất rồi hả? Con mới làm cái phần. Được rồi cô. Rồi con qua mấy cái nút đi. Sao mấy cái nút nó chưa hiện lên á?
Con qua mấy cái nút của coi code đi nè. Qua code. Rồi, thi phong nền chuyển thành Blue Sky. Đâu rồi? Nè, tự nhiên hai cái câu lệnh thi phong nền chuyển thành Blue Sky ẩn, con bỏ một cái ẩn đi nè. Mà cái này phải là Blue Sky, cái chỗ mà khi phong nền chuyển thành Blue Sky rồi ẩn, con sửa thành Triple mới ẩn. Cái đó hiện mà. Cái đó hiện đúng rồi. Rồi. Qua bên đây nè, khi phong nền chuyển thành Blue Sky 2 á. Blue Sky á. Đây hả cô? Không. Con còn có chữ ẩn nữa, con tìm cái chỗ nào có chữ đây ẩn cô. Ừ, cái đó con chọn đi. Rồi, mấy câu lệnh kia con tương tự luôn. Cô không đi chỗ nào. Đó. Rồi. Nam, xem màn hình cho cô xem coi Nam. Các bạn cứ chọn phong nền khác cô rồi chút đó các bạn nhìn câu lệnh các bạn bị rối tùng phèo luôn. Bấm vào lá cờ cho cô xem coi Nam. Ra là ra luôn á hả? Rồi bấm vô đáp án đúng đi. Sao câu này bên đây chưa có câu hỏi gì hết Nam? Sau khi bấm vào đáp án đúng nó chưa hiện lên cái đáp án câu hỏi số 2 á Nam ơi. Con phải gõ cái câu hỏi số 2 vô. Nha. Rồi, các bạn ơi. Bài này các bạn nè, nhất là Dũng với là Nguyên á, không Nguyên á, thì mình sẽ lưu cái bài này lại cho cô nha. Mình lưu, tất cả các bạn lưu bài này lại, ngày mai mình sẽ học tiếp. Bạn nào mà không lưu, ngày mai làm lại rất là cực luôn. Nhớ không Dũng? Dũng với Khôi Nguyên nha. Lưu ở đâu? Lưu ở ngoài desktop. Lưu chỗ nào dễ tìm cho cô, lập tức đi lưu giùm cô cái đi. Không là ngày mai mình sẽ không có. Thảo Nguyên với lại bạn Nam cũng như vậy luôn. Mình lưu bài này lại. Ngày mai mình mới có học tiếp, còn nếu không chúng ta thiết kế lại rất là cực luôn. Hôm nay cô thấy bạn, cô sẽ cộng điểm cho bạn Khôi Nguyên, lý do là có một mình bạn là ở phần này các bạn, bạn làm tốt nhất ha. Mấy cô sẽ cộng... cái bài này cô sẽ cộng cho Khôi Nguyên 5. Hả? Rồi. Được hết chưa? Các bạn lưu bài hết được chưa nè? Bạn nào lưu bài thì giơ tay cô coi. Còn. Rồi. Rồi ok. Hôm nay là bạn Khôi Nguyên được cộng 5 điểm ha. Là lý do là bạn làm bài theo yêu cầu cái phần tới đây là làm rất là ok luôn. Rồi. Ngày mai các bạn vào học đúng giờ nha. Đừng có đi trễ. Đi trễ là ngày mai nó bị đứt quãng. Nó không phải bài mới. Nó là bài cũ nói tiếp theo nghe chưa? Các bạn nhớ chưa? Dạ. Yeah. Rồi, ngày mai chúc các bạn sẽ được nhiều điểm. Hiện tại cao điểm nhất là Dũng nè, Thảo Nguyên, Nam, với là Khôi Nguyên. Khôi Nguyên điểm thấp là do có một bữa bạn nghỉ á, nhớ không Khôi Nguyên? Rồi, vậy nha, tạm biệt các bạn. Hẹn ngày mai gặp lại các bạn nha. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye cô. Bye. Bye. Its maiden voyage, but also very well maybe its last. So we have Yachtenders quite deep without us. Those are motors, both waterproof. Is its ship? Oh, we gotta set sail! Oh, oh my gosh, not yet. All aboard! Ah! Check them out, team. If you want. I think in good. This is the hands. So you're taking this in, we gotta go all out. Yeah. There are no. No one to hear. What goes wrong? Oh, it's definitely. It's caused too many problems. We're talking quality of this. I'm a beautiful captain. Look at that. Coming with me. Yeah. And then we're just gonna go. Yeah. Much in the on the water. We got no more to do this thing. Hi, Lego Bailey. We're making it back. Oh, yeah. I got it. Get off the front. It's just not even connected. Oh, my gosh, guys. I'm so nervous. Very important business we got going on here, guys. Right. I think we're also going under. It's definitely going under.
We'll be fine. You get this. You get yours. It's other color. I text you. This is it. Before we like oh, no. All right, so. Oh, no. But hey, I think we're actually doing quite well. Better than. Through the deep end. Here we go. USS Lego. This is definitely not the best idea. Oh, my God. Outside, so this is not looking good. I think we're going to be floating. You see him down there? See, this boat is so big, it barely turns around in the pool. Definitely floating still. I feel like the camera. Is it gonna take this camera? How does it got it! Okay! Okay. What are we gonna do? In a situation like this, you get rid of it. It's no use. There's so much water. No! Dad, why are you just laughing there? No. Oh no! We're sinking and my mask fell off! We are cruising at our cruising altitude. Oh. We shall be descending down to the bottom of the pool here shortly. Wait, so please keep your seatbelts fashioned as we start to sink underneath the water. Carter, what are we gonna do? We're going under, boys. Oh, no, wait. Under. No, no, to the back! To the back! This captain's side! You can never leave a car! Oh, I'm going up. Oh no. Wait, it's coming up. Oh, wait, it's coming up. It's coming up. It's coming back up. No, this kid, no, why are you ahead? Why are you ahead? Captain needs his head. Quick bail. No, I'm never bailing my ship. I'm not bailing either. I'm still on it. I'm on it. It's still floating. Still, oh, here still, we go. I think we're actually going under now. Stay on. Let's go. Now, as you can see, it's. Dope therapy mới. Ship and make it exactly how you cruiser. If we grab 9 p.m., should we? This floating box. That we must make an even hashtag. Not sturdy! Freeze. Phil, I'm. Ship itself. I don't want to go a little bit. Well, you can't. When you said we were gonna. Autopilot. We're all. Prepared. You know? Jake! Jake, what's going on? There is water coming in the cabin! There is a waterfall outside the boat, Philip! So steer us away! I was sleeping! Oh, yeah. There is a waterfall out here. Stinks on the. Thank you, Phil. I don't really have much of an appetite right now, but is sir autopilot time for Beyblade for the baby be advised passenger that's Captain Papa Jake. Oh nothing but let it rip. Oh, I destroyed you. I honestly don't know which okay cuz Jake! What kind of ship is this? That's what perfectly fine of course there might be yes well we're just making heavy. Everything's fine! Good. This is not. I gotta get Matilda! She's still down there! Oh no, 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 this isn't good! This isn't good! Ah! 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 No! Look at what's going on! No! No! Oh no, no, no! It's cold! It's freezing! We're going down! Help! Ah! I need a life jacket! Get away there! I'm coming! Okay, we have a life jacket. Who built this thing? Titanic? Matilda. The Titanic sunk once I'll again. I'll never leave Matilda! Who's... Never again. Not planned, but I think hashtag Lake Week below. Also, I want to give a huge shout out to World of Warships for sponsoring this video. Do not forget to check the link in the description down below for more info on the game. And